Thực hành cơ bản của tín ngưỡng thờ mẫu bao gồm các lễ cúng, lên đồng, hát văn và lễ hội. Các thực hành thể hiện những yếu tố văn hóa truyền thống như trang phục, âm nhạc, múa, diễn xướng dân gian, mang đậm bản sắc văn hóa Việt, được sáng tạo, phát triển, lưu truyền qua các thế hệ hàng trăm năm. Trong đời sống văn hóa, chính trị, xã hội, tín ngưỡng thờ mẫu đóng vai trò quan trọng trong việc dung nạp các tín ngưỡng tôn giáo khác ở Việt Nam, góp phần trong truyền thống hòa đồng các tôn giáo tín ngưỡng. Thánh, thần, Phật đều phù hộ độ trì cho con người, và tín ngưỡng thờ mẫu ở đồng bằng Bắc Bộ là một loại hình tín ngưỡng dân gian gắn liền với tập tục, truyền thống văn hóa đạo đức của người Việt Nam. Đối với tín ngưỡng nào, tôn giáo nào thì cũng hướng con người đến cái chân thiện mỹ, đến cái sự hoàn chỉnh và làm những cái việc thiện, việc có ích. Còn riêng việc tín ngưỡng thờ mẫu của chúng tôi thì thực ra nó là sự tôn trọng về người mẹ, mà người mẹ này là người mẹ tâm linh. Thì tôi nghĩ nó là một sự tổng hòa của nhiều yếu tố, của hiện tại, của quá khứ, của lòng tri ân, của các xu thế của thời đại. Và điều quan trọng nhất là nó lan tỏa và chúng ta tự hào nó là bản gốc. Thế thì khi thực hành tín ngưỡng đó, cái điều quan trọng nhất mà chúng ta muốn truyền tải với thế giới bên ngoài không phải chỉ vẻ đẹp của Việt Nam, mà chúng ta truyền tải với những người không hiểu Việt Nam rằng Việt Nam đang có tự do tín ngưỡng. Tại tọa đàm về tín ngưỡng thờ mẫu, bạn đọc đã được tìm hiểu một cách rõ ràng xúc tích cô đọng về thần điện của tín ngưỡng thờ mẫu tứ phủ, đồng thời giới thiệu khái quát về các lớp tín ngưỡng có mối quan hệ gắn bó mật thiết với tín ngưỡng thờ mẫu tứ phủ như tín ngưỡng thờ Đức Thánh Trần, thờ tứ vị Hồng Nương, thờ các vị chúa bà. Đặc biệt, với cấu trúc rõ ràng, nội dung cuốn sách Thờ Mẫu Tứ Phủ, Chốn Thiêng Nơi Cõi Thực luận giải khá tường minh về hệ thống thần điện, các vị thánh trong tín ngưỡng, cũng như thông tin cơ bản về các nghi lễ thực hành tín ngưỡng vốn đang có nguy cơ mai một hoặc bị biến dạng. Không phải chỉ ở trong tín ngưỡng, không phải trong giới trẻ thực hành tín ngưỡng, mà ở bất kỳ môi trường nào, sinh hoạt nào thì đều có những cái ưu điểm và đều có những cái nhược điểm. Và điều quan trọng thì chúng ta nhận diện và đề cao các cái giá trị đích thực để định hướng giúp cho các bạn trẻ trong quá trình thực hành. Tín ngưỡng thờ mẫu tứ phủ, chốn thiêng nơi cõi thực đã tiếp cận di sản chân thực, nêu bật vẻ đẹp và giá trị tâm linh chân chính của tín ngưỡng. Qua cuốn sách, bạn đọc sẽ từng bước nhận diện, tôn vinh và góp phần vào việc bảo vệ các giá trị của tín ngưỡng thờ mẫu, một di sản văn hóa phi vật thể của quốc gia mà còn là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.